Cảnh sát Pháp hôm qua đã bắt giữ một người đàn ông bị tình nghi đã sát hại vợ và bốn đứa con của mình trong một vụ tấn công bằng dao xảy ra trước đó một ngày. Theo công tố viên thị trấn Mô, cách thủ đô Paris khoảng 40 km, thi thể các nạn nhân đã được phát hiện tại một căn hộ trong vùng. Nghi can 33 tuổi đã bị bắt sau đó tại nơi ở của mình ở một thị trấn gần đó. Hiện cơ quan công tố đã mở cuộc điều tra vụ việc. Theo các hàng xóm của nạn nhân, họ đã nghe thấy nhiều tiếng la hét và rạng sáng ngày Giáng sinh. Tuy nhiên, họ chỉ phát hiện ra vụ việc vào cuối ngày sau khi không nhận được phản hồi từ gia đình nạn nhân. Nhà chức trách cho hay đối tượng nghi can và cũng là chồng và cha của các nạn nhân có tiền sử mắc bệnh tâm thần. Năm 2019, đối tượng từng tấn công vợ bằng dao. Tại hiện trường vụ án, các nhà điều tra đã phát hiện nhiều tài liệu y tế và đơn thuốc chống trầm cảm.